Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Việt Vlog nha. Thì ngày hôm nay nhà bữa nay mình đổi món nha cả nhà. Bữa nay mình nấu cháo ăn nha. Nắng quá, không ăn cơm nổi rồi. Nay nấu cháo ăn. Cả nhà xem clip mà thấy hay nhớ cái ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ cho gia đình mình một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đi. Nghe có cần lại nghe. Chào 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 mà cũng chú đi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thì ngày hôm nay mình cũng mua được mớ hàu nha cả nhà. Ở đây hôm nay mình bắt đầu mình nấu cháo hàu nha. Thì mình có hàu, nấm rơm. Ở đây thì gạo. Ở đây nguyên liệu mình nấu thì hành tỏi. Với lại cũng gừng gừng nữa nha cả nhà. Để bắt đầu mình làm nha. Ở đây thì mình cũng sắt gừng với lại hành tỏi ra luôn nha cả nhà. Gừng ở đây thì mình sợi nha. Ở đây cũng mình tiếp tục mình bằm củ hành luôn nha cả nhà, củ hành tím nha. Ở đây bây giờ mình cũng sắt hành lá luôn nha cả nhà. Em bé đang làm gì á? Đến đây Thì ở đây bây giờ mình cũng bắt nồi cháo lên nha cả nhà. Ở đây bây giờ mình cũng sắt nấm rơm luôn nha cả nhà. Nấm rơm ở đây thì mình chẻ làm đôi nha. Thì ở bên đây mình cũng bắt chảo lên để mình xào nấm nha cả nhà. Ở đây mình cho, ở đây dầu cũng đã nóng rồi nha, mình cho hành tím vào nha. Hành tím bây giờ cũng đã vàng nha cả nhà. Tiếp tục mình cho nấm rơm vô nha. Thì ở đây mình cũng cho một ít gia vị cho nấm rơm nha cả nhà. Như thường lệ mình đường, bột ngọt. Hạt nêm. Với lại một ít tiêu nha. Bây giờ đây tiếp tục mình xào hàu nha cả nhà. Chảo dầu cũng đã nóng rồi nha, mình cho một ít củ hành tím với lại gừng vô luôn nha. Đây hành tím với gừng cũng đã vàng rồi nha. Bây giờ tiếp tục mình cho hàu vô luôn cái này. Thì ở đây mình cũng cho một ít gia vị vô hàu nha. Ở đây mình cũng cho thêm một ít nước mắm. Ở đây mình nêm vô hàu có một ít gia vị để cho cái hàu nó sẽ tăng cái hương vị lên nha cả nhà. Cái mình xào hàu ở đây cho nó vừa dính thôi nha. Bắt đầu nồi cháo khi chín rồi mình đổ hàu qua là vừa nha cả nhà. Để nấu quá nó hàu nó bị dai không ngon nha. Đây bây giờ tiếp tục mình cho hàu vô cháo luôn nha cả nhà. Đây mình tiếp tục mình cho nấm rơm vô luôn nha.
Thì bây giờ ở đây mình cũng cho thêm một ít đầu hành vô luôn nha. Cho thử. Với mình cho thêm một ít gừng sắc sợi vô luôn nha cả nhà. Vậy thì nồi cháo hàu của mình cũng đã xong rồi nha. Cô chú con cháu hào nhà cháu gia đình Này như hết năng lượng mà cả nhà ăn cháo gia đình mình luôn nha. cuối Cái này hết năng lượng rồi ông bà cô chú rồi, cô chú thông cảm nha. rồi mà quê đúng không? Nó trời cái gốc nãy thấy được rồi. Dưới con ăn đi. nắm cái gì ghê quá vậy yếu cái mình nó mẹ Cả nhà ăn cháo gia đình mình luôn nha. Nước thì bạn ngọt câu bị dài không? đó
đi làm thì mệt mệt đó. Nấu tủ cho Hào rồi phải không? Trong hỏi anh Gu rồi. Dạ. Ôi giời mắt lý xấu á. Tụi cạch. Tụi cạch. Tụi đừng có giữ lời hứa hay còn. Tụi đừng giữ lời hứa đâu. Vui vẻ mà đi chơi. Vui vẻ mà được giữ lời hứa. Ăn giỏ nữa nè. Hộp sữa rất ngon. Nhưng mà ta ăn sống không ăn hộp sữa nhỉ? Ăn sống là ta ăn cái hộp đá chứ không ăn hộp sữa. Hộp sữa nó mềm. Hộp sữa chỉ nấu cháo thôi. Sống nhẹ hậu đá thì nó giòn. Bây giờ cái hào kia nó mắc hơn cái hào này. Trời thật nha. Nghe đó. Trời đi bạn. Bạn hả luôn. Quên cái chuyện nhưng mà thật sự vậy cười cái trời cười cái chiều đi ở có đi giữ lửa không là chiều nè hay là cười cái mới giữ lửa thôi thôi thật lúc rồi chiều chị thấy chết rồi giờ đi vậy chị bị trở lại đi chơi thật chưa nghe lời thấy thương chứ cái video mình cũng đã dài như cả nhà, tập kết thúc nha. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Cả nhà xem clip và cả nhà nhớ ký ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ cho gia đình một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.